Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nuts Gaming nha. Thì hôm nay á, là thì mình sẽ chơi trên một cái tài khoản của bạn Danh nha. Bạn Danh này nhờ mình làm một cái nhiệm vụ đi đi lấy mấy cái hộp quà gì đó các bạn. Cái hộp, ý mình là cái hộp mà mở rộng slot cho cái muối á. Là cái đó đó các bạn ạ. Đó. Bây giờ mình sẽ làm một cái video này. Đó, mình nhận nhiệm vụ từ Rudolph rồi sau đó mình đi. Rồi sau đó là mình sẽ bật cái túi lên. Bật cái túi lên. Đó, bật cái túi lên rồi sau đó bấm vào cái này nhé. Nó nói chung là chỉ cần phá cái này thôi là xong. Đó, đây là lần đầu tiên mình chơi cái khoản của bạn Danh. Vì mình mới sử dụng cái mới sử dụng tài khoản của bạn Danh này cho nên mình cũng không có rành nhiều. Mà thật ra chơi con nhân vật này cũng hay chứ, tại vì chơi nhân vật này cũng hay là vì con này nó cũng có thể spam skill rất là nhiều luôn các bạn ạ. Ultimate. Không. Không phải là Ultimate. Xem chiêu này. Chiêu này là trong cấp 20 là được nè. Warlock. Oh.
nhân vật này cũng đáng là được cho thử chứ các bạn ạ. Chúng là cứ spam cái chiêu đó. Tưởng là nhân vật này mạnh lắm mà về đâu, cũng không có mạnh mà đánh lại chậm nữa các bạn ạ. À, quá chậm luôn. Time to celebrate Christmas. Rồi đó, xong. Ok. Nó xong rồi nha các bạn. Đó, thì mình sẽ để ở đây mà mình sẽ không có đụng gì tới món quà của bạn Danh nha. Và bạn Danh tự vào tự khui ra nha. Ok. Ok, và bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi và mình mong là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình, có like, share, subscribe kênh của mình nhé. Các bạn hẹn gặp lại các bạn từ tiếp theo.